Thưa quý vị, xã hội hóa cây xanh là chủ trương mà thành phố Đà Nẵng khuyến khích trong thời gian qua nhằm huy động nguồn lực từ người dân, cộng đồng xã hội và các đơn vị doanh nghiệp trong việc tăng các mảng xanh, bảo vệ lá phổi của thành phố, đặc biệt là ở các địa bàn vùng sâu vùng xa, ghi nhận của phóng viên thời sự Đà Nẵng TV. Với diện tích rừng lớn, công tác bảo tồn và phủ xanh đồi trọc đất trống những năm qua luôn được Ủy ban nhân dân xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang chú trọng quan tâm, đặc biệt là trước những tác động từ đô thị hóa cùng với biến đổi khí hậu. Vì vậy, để triển khai hiệu quả chương trình xã hội hóa cây xanh, công tác dân vận là một trong những giải pháp then chốt. Đây là một cái việc làm hết sức ý nghĩa. Nó mang lại cái cải thiện cái môi trường, cái chất lượng, cái môi trường cái cuộc sống. Tại vì hiện nay là cái tình hình biến đổi khí hậu cũng gây ảnh hưởng rất là nặng nề đến cái môi trường thế giới cũng nói chung, cũng như là môi trường trên địa bàn thành phố thì khí hậu càng ngày càng nóng lên. Thì cái việc trồng cây này nó vừa là cải thiện được cái tình trạng đó, thứ hai nữa cũng giúp hỗ trợ cho cái việc mà của địa phương sau này sẽ phát triển cái du lịch sinh thái cộng đồng trong thời gian tới. Mới đây, Ủy ban dân xã Hòa Bắc và xã Hòa Khương tiếp tục phối hợp cùng với sự hỗ trợ của một số đơn vị doanh nghiệp trồng hơn 2.600 cây xanh trị giá khoảng 400 triệu đồng nhằm mục tiêu phủ xanh các tuyến đường nội đồng liên thôn, các nhà văn hóa và các khu vực đất trống trên địa bàn hai xã, qua đó góp phần tích cực vào chương trình xây dựng nông thôn mới. Thì môi trường là một trong những chủ đề hoạt động công ty trong suốt cái thời gian vừa qua. Thì năm nay chúng tôi chọn cái chương trình là trồng cây xanh cho đô thị. Mục tiêu thì năm nay là định đóng góp khoảng 15.000 cây xanh để trồng cho ba thành phố, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Hà Nội. Qua các chương trình trồng cây xanh cũng là dịp để giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân và cộng đồng xã hội, nhất là các bạn đoàn viên thanh niên trong việc giữ gìn lá phổi xanh của thành phố, bảo vệ môi trường nông thôn xanh sạch đẹp. Buổi trồng cây hôm nay rất là ý nghĩa đối với bà con ở đây vì đã tạo ra một môi trường xanh, cũng thôi giúp cho bà con Hòa Bắc có nhiều thuận lợi hơn trong việc phát triển du lịch. Mình rất là phấn khởi vì được đóng góp được một sức trẻ vô bảo vệ môi trường ở địa phương, nên là rất vui và hăng hái khi mà tham gia các hoạt động như đây. Đoàn thanh niên xã sẽ chủ trì cái việc mà chăm sóc, cụ thể là hàng tuần, hàng ngày sẽ cái bố trí xe tưới nước để tưới chăm sóc cây xanh. Bên cạnh đó, xong cái tuyến đường này sẽ tiếp tục nhân rộng cái mô hình, sẽ trồng toàn bộ trên những cái tuyến đường mà hiện nay chưa được trồng cây xanh trên địa bàn xã, thì sẽ kêu gọi vận động cái nguồn cây xanh để mà trồng toàn bộ trên các tuyến đường trên địa bàn. Trồng cây xanh là chương trình nhân văn có ý nghĩa xã hội tích cực. Tuy nhiên, để thực sự bảo vệ được lá phổi xanh của thành phố, đòi hỏi sự vào cuộc của cả một cộng đồng. Vì vậy, ngoài sự nỗ lực của chính quyền địa phương, còn cần sự chủ động của người dân, các đơn vị doanh nghiệp thông qua vận dụng nhuần nhuyễn công tác dân vận trong thời gian tới.